kính chào quý vị chúng tôi là võ thành nhân và hôm nay là ngày thứ hai ngày 2 tháng 12 năm 2019 đến với chương trình bản tin hoa tình đốn ngày hôm nay thì chúng tôi có hai phần phần đầu là cuộc tiếp xúc đặc biệt của chúng tôi với ông nguyễn văn toàn đến từ houston ông toàn từng là cộng tác viên của bản tin hoa Thành đốn trong các chương trình thể thao các chương trình tìm hiểu về các nhân vật lịch sử và hôm nay thì ông toàn đến vùng hoa thành đốn để mà có cơ hội để mà gặp lại người thân và gia đình và chúng tôi cũng có cơ hội để mà tiếp xúc với ông để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề cộng sản đã nổi dáng như thế nào trong thời đại nhất đại nhị cộng hòa và những làm những cách nào để mà chúng ta có thể tìm để biết được kẻ thù của chúng ta ở đâu chúng tôi cũng được biết rằng có rất là nhiều kẻ thù của chúng ta những người cộng sản nằm dùng cũng đang lẫn lộn sống ở hải ngoại đó là lý do tại sao mà chúng tôi có cuộc tiếp xúc đặc biệt của chúng tôi và ông nguyễn văn toàn và trong phần 2 thì chúng tôi xin gửi đến quý vị bản bài phỏng vấn đặc biệt của anh Nguyễn Thành Công với lại ông Trương Công Hiếu, một trong những người một trong những tiến sĩ đã giúp rất là nhiều cho cái kỹ nghệ một gọi là đúc tiền của tại Canada. Và sau đây để mở đầu chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn. Trước hết xin được kính chào ông Nguyễn Văn Toàn và vâng chúng tôi cũng xin chào anh nhân yeah. yeah. à, khi mà chúng ta nói cộng đồng của người việt ở hải ngoại á, mỗi ngày thì cũng lớn mạnh nhưng mà bên cạnh cái sự lớn mạnh đó á, có cái sự thâm nhập của cộng sản việt nam do đó nên trở thành một cái mối quan ngại cho cái thế hệ thứ hai thứ ba của con em chúng ta để mà trở về cái giai đoạn lịch sử đó thì trong lúc mà đất nước của mình á, trước khi mà chúng ta bước vào đệ, đệ nhất và đệ nhị cộng hòa đó thì cái sự thâm nhập cộng sản thật sự nó đã có rồi à, ông có thể giải thích thêm một số những nhận định của ông về cái cái giai đoạn lịch sử đó dạ thưa ông vâng à, thưa anh nhân và à, thưa quý vị đường xem đài à, chúng tôi không có cái tham vọng mà đã là một cái diễn giả để mà nói tất cả những cái gì về lịch trong quá trình lịch sử nhưng mà trả lời câu hỏi của anh nhân á thì chúng ta không lấy gì làm lạ là năm 1954 khi có phong trào di cư từ Bắc vào Nam cả triệu người đi thì lúc bây giờ đó là cộng sản đã cộng sản Việt Nam đã có chuẩn bị và hình thành tất cả những cái cuộc mà xâm nhập vào miền Nam họ đã chuẩn bị từ trước và họ thi hành ngay vào trong trong cái dịp mà di cư thì như quý vị cũng đã từng biết chúng tôi thì sống trong Nam Nhưng mà quý vị đã từ ngoài Bắc vào trong này Trong cái luồng sống, trong cái chiến dịch di cư năm 1954 Thì lúc bây giờ tại ngoài Bắc theo chúng tôi được biết Thì nó là đưa trộn rộn Có một số người dự định ra đi Có một số người thì ngần ngừ ở lại Nhưng mà giờ chót thì vẫn ra đi thì trong cái cuộc di, di cư lớn như vậy thì thế nào cũng có những sự xáo trộn từ trong gia đình ra tới xã hội và công ăn việc làm sinh hoạt xã hội nói chung có một số người thì giờ chót thấy rằng mình không ở lại miền bắc với cộng sản được thì lúc đó thì mới ra đi thì việc cộng trong cái dịp này đã lợi dụng luồng sống di cư để cài người vào. Thì chúng tôi đơn cử một cái chuyện mà tất cả quý vị đều đã biết từ lâu rồi. Và những cán bộ đó về sau là những cán bộ nồng cốt xâm nhập vào miền Nam và ở ngay trong chiếc đạo luật. Ý chúng tôi muốn nói tới Vũ Ngọc Nhà chẳng hạn. Mà Vũ Ngọc Nhà thì Cộng sản nó tinh vi lắm. Nó cấy người từ trong những cái tôn giáo để mà xuất phát ra gây được nhiều lòng tin tưởng và lại là cái sự cái người của nó là vũ ngọc dạ sinh hoạt bám trụ vào giám mục lê hữu từ mà cái khu đó thì tất cả những người miền bắc đều biết là khu gọi là khu tự trị hay là cái vùng tự vệ của các giáo dân bùi chu phát diệm thì cái đó, đó nó tiêu biểu lên một cái, cái nói lên cái hùng hồn là cái đơn vị này là đơn vị chống cọc tuyệt đối thành trì, thành trì chống cọc yeah. đúng rồi à, cảm ơn nhắc cái câu đó đúng như vậy do đó khi mà vũ ngọc dạ theo luồng sống này vào thì trong miền nam này nếu mà khi mà nhìn tới vũ ngọc dạ thì tin tưởng vô cùng là vì đây là một cái thành phần chống cộng nồng cốt từ ngoài bắc vào đây rồi chẳng hạn như là uh, những cái viên chức công chức thậm chí như trong ngành cảnh sát của chúng tôi cũng thế có những người vào giờ chót mới lại định ra đi thì cái khi trộn rộn đó thì họ bỏ việc họ thôi việc ngang đi họ không có xin làm đơn từ dịch hay gì hết nhưng mà khi vào trong nam rồi á Họ lại muốn gia nhập lại cảnh sát, thì đương nhiên cảnh sát coi như là những người đó đã đào ngũ, Thì không nhận Thì tiếp theo những cái đó là có những cái sự bất mãn Đây là tôi nói một vấn đề rất cụ thể, là trong hàng Chủ chúng tôi có những người như vậy rồi Cộng sản nó Nó xâm nhập vào những người đó ngay Nó kết nạp liền lập tức là bởi vì thành phần bất mãn Đó đó là những cái việc 54 còn các cái xí nghiệp thì quý vị cũng biết rồi. Vì cộng luôn luôn là chủ trương giới công nông. Thì trong các cái xí nghiệp mà di chuyển vào trong Nam đó thì công nhân này kia nọ thì biết bao nhiêu cán bộ cộng sản rồi. Nói tóm nói chung lại thì họ đã lồng người ngay từ năm 1954. À. Như vậy là khi mà vào được vào Nam rồi đó thì ở trong Nam đó họ bắt đầu có những cái cơ sở của cái người cộng sản bắt đầu được sự hình thành mình gọi là những thành phần nội gián ở bên trong của cái, cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì tiêu biểu bên cạnh thành phần nội gián đó như vậy đó thì ông còn thấy rằng đó là có những cái nhân vật nào mà đáng để ý mà để mà chúng ta có thể có những cái bài học để mà chúng ta có có những cái kinh nghiệm cho con em của chúng ta không vậy thưa ông? Vâng thì chúng tôi cũng quý vị cũng biết là chính phủ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta tiếp nhận được uh, lại tất cả chính quyền này kia nọ từ Pháp mà ra. Thì năm 55 thời thời kỳ Pháp chuyển tiếp cho 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 Việt Nam Cộng hòa. Thì chúng ta đã gặp những cái chuyện khó khăn là tôn giáo đảng phái, nhiều đảng phái thì chúng tôi cũng muốn nói là lúc đó đó thì cộng sản đã gài người vào đó rồi còn nếu mà nói là nội gián thì chúng tôi cũng thưa với quý vị không nói ra nhưng mà chúng tôi chỉ đề cập lại tất cả những cái cán bộ nồng cốt mà đã nằm trong cái chính phủ của chúng ta thì quý vị cũng đã thừa biết nhưng mà nhân đây thì trả lời câu hỏi của anh võ thành nhân thì chúng tôi cũng nêu ra danh tánh một số cán bộ mà được gài trong chính phủ của chúng ta thì như vũ ngọc nhạ nằm ngay trong chinh độc lập huỳnh văn trọng cũng thế rồi như phạm ngọc thảo cũng dựa vào tôn giáo dựa vào cái sự tiến cận của giám mục ngô đình thục rồi được cử nhiệm làm tỉnh trưởng ở bến tre thật là lâu mà duy trì được là tại sao lúc bây giờ phạm ngọc thảo ở bến tre chúng tôi cũng nói ngoài lề một chút thì tình hình ở bến tre rất là yên ổn là bởi vì có một cái sự giao ước giữa cộng sản và phạm ngọc thảo vì phạm ngọc thảo là cán bộ nông cốt duy trì vậy để gây uy tín như thành phần trong trong uh, hạ viện dân biểu. dân biểu thành phần dân biểu dân cử này kia nọ thì có trần ngọc châu chẳng hạn vậy còn về phương diện truyền thông báo chí yeah. thì có phạm xuân ẩn yeah, tài đó là ừ. dữ lắm. Yeah. <laughs> lý quý trung <laughs> yeah. Yeah. rồi uh, ngoài ra thì quý vị cũng đã biết phạm xuân ẩn là một cái người được Mỹ cũng đào tạo là làm cho cơ quan thông tin của Hoa Kỳ UPI yeah. Yeah. rất là lâu. Rồi chúng ta có những người luật sư như là Nguyễn Phước Đại, à, Nguyễn Hữu Thọ. Bên dân biểu nữa chúng tôi cũng kể luôn là Kiều Mộng Thu. Rồi à, về sinh viên, thanh niên thì có Huỳnh Tấn Mẫn. Mẩm, yeah. Yeah. Rồi uh, trong đó thì chúng tôi phải kể là cán bộ nội thành của các cái viện đại học thì lúc đó có cả Nguy, Nguyễn Minh Triết. Là vì chúng tôi biết rõ Nguyễn Minh Triết là trong ngành cảnh sát chúng tôi đã từng su tra ra Nguyễn Bình Triết, Nguyễn Bình Triết đã lẫn lộn vào cái ngành của chúng tôi với tính cách là vào nhập vào học viện cảnh sát quốc gia khóa một nhưng mà sau khi chúng tôi su tra và được biết y là những cán bộ của sinh viên học sinh của viện, viện đại học sài gòn yeah. à. À, xin được uh, tiếp xúc với ông uh, tiếp tục vào chương trình ngày mai vậy thưa ông xin yeah, cảm ơn ông, ông. Do, cảm ơn anh Kính thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn của chúng tôi và ông Nguyễn Văn Toàn. Để tiếp tục, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 2 sau phần quảng cáo và thương mại. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chương trình phỏng vấn đặc biệt của anh Nguyễn Thành Công với ông tiến sĩ Trương Công Hiếu.